Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Bonsai Tiến Sự hôm nay trở lại nhà bạn Công, hỗ trợ cho bạn cây si cách đây vài tháng và hôm nay về định hình. Thì hôm nay bạn có mua một đôi xanh trực liên chi này. Thì nó là đi mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à? À, mất đây một tạ tán đấy các bạn. Cho nó là 11 đấy các bạn. Thì chủ nhân thì đang không có nhà. Thì bây giờ thì chưa biết là chơi lùn hay chơi cao. Tuy nhiên thì nó có hai cách chơi. Nếu mà chúng ta sau này trước mắt thì bây giờ cứ là cái quả phúc chúng ta là nó thấp xuống là nó sẽ giảm đi. Hiện nay nó cũng đang chỉ nếu mà là thấp, hiện nay thì nó đang quả phúc rất là cao. Nhưng mà chúng ta là thấp đi thì tỷ lệ nó cũng gọn lại và sẽ đưa phân bổ lại cái tán này trở về bông cổ cho nó gọn gàng. Đấy. Thì nhanh được chơi các bạn nhé. Bởi vì những cây này thì chúng ta cũng vẫn giữ cái lối cổ thôi. Bởi vì cắt thì nó cũng không có điểm để đột phá lắm. Thì chúng ta chơi cây cổ nhanh được chơi hơn. Thì trước tiên bây giờ thì sẽ cắt thấp cái quả phúc và dàn trải chỉnh sửa lại các cái bông này trông cho nó khỏi bị vênh váo các bạn. Sau này Tiến Sự sẽ định hình cái phôi si to đằng kia. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình, giáp với lại Ninh Bình. Cây này để sọc đây, các bạn thấy cái quả phúc ở trên là nó nhận được ánh sáng quang hợp và nó phát triển kinh khủng. Ở phía dưới thì chắc là bị cớm không thể nào phá phách lên được. Các bạn thấy là đang điều chỉnh một cây. Tuy nhiên thì nó đang có một cái khó là ở đây trước họ làm gãy mất một tay. Gãy một tay mà bây giờ nó còn chẵn làm 10 các bạn. Chơi thì thường người ta chơi theo 3, 5, 7, 9, 11. Cái này trước chủ làm 11 tán, 10 tán với một quả phúc. Bây giờ bỏ cái tay một này đi thì cái đoạn này nó lại bị đơ. Mà bỏ trên thì cũng không được. Nếu mà chơi theo lối cổ. Còn lối mới thì chúng ta có thể cắt xuống đến đây. Tuy nhiên thì nó cũng không có nét đột phá lắm. Thì thôi chúng ta cứ chơi cổ. Bây giờ thì Tiến Sự sẽ đang mượn một cái đoạn chỗ này. Đang tìm moi lần một cái con rễ này. Nếu con rễ này mà chúng ta khai thác được thì có thể sẽ đóng vào đây thành một tay các bạn. Bây giờ anh em đang lần xem cái rễ để nó dài được đến đâu. Đây, nó chính ở đây nhá. Cần thì lấy cái bù cào cào nó ra không được. Lần một con rễ để xem nào, nó mất bao nhiêu phân này. 1 2 3 80 phân. 80 phân chắc là được. Chúng ta lần được một cái rễ thì chúng ta sẽ thực hiện quả ghép này an toàn được. Bởi vì ở nhà vườn thợ thì nó khác. Ở đây người chơi thì xong lại vườn một chỗ, nhà ở một chỗ để thực hiện chăm sóc thì nó khá là kỳ quặc, khá là khó. Cho nên là bắt buộc phải tìm một cái rễ để nó hỗ trợ. Bới cho hãng từ từ cũng cắt. Này cũng cắt ra mới ra. Cố gắng giữ cái rễ nhỏ này. Cái rễ nhỏ này là dài đấy. Anh cắt tiếp cái chỗ này. Cẩn thận cái lưỡi cưa mới.
cái lưỡi cưa chúng ta cắt ở trên cành nó rất là tốt, rất là bền, rất là lâu. Nhưng mà khi cắt xuống đất nó vào đá, vào sỏi, vào phát thì nó sẽ bị kém đi các bạn. Anh em đang phải lần lấy một cái rễ. Được chưa? Rồi bây giờ lần xem cái này nó đến đâu là cắt ở bên trong. Cần thiết thì phải lấy cái cưa bé lách này được. Đâu xem nó đến đâu. Đấy nó đến đây mà. Đây chỗ đây là một đích ngoài này. Đến đây là đích ở trong. Bây giờ mình không làm nào mình lấy cái cưa lách mình quét lên đây. Cố gắng để chúng ta mượn một cái tay trả lại cho cái chỗ này. Như vậy là đã tách được ra một, để chúng ta cho tay vào để cho dễ vậy. Đấy. Không lái về này tí nữa. Xong vướng cái đâu ta gọt lên đấy. À, bây giờ ok rồi, vệ sinh cái này cho nó thụt vào đi. Lấy cái đục. Như này là đủ cho một tay các bạn nhé. Bởi vì chúng ta chơi cổ thôi. Chơi lối mới thì cây này cắt nó cũng không có điểm thành lối mới đẹp được. Lấy độ phẳng. Nhìn dưới nó thừa nhiều. Nhìn dưới nó thừa. Đây như này, cứ thế này đút vào này. Chết thì mới tí. Đấy, cứ thế đấy chứ. Ngày mai lấy con dao gọt cái này một xíu. Chúng ta có thể gọt nhẵn cái đầu cát này nó không bị dập. Đỡ cái dễ ra phải sợ. Lấy một cái đục bé sắc đâu. Đây nhìn chưa? Nhìn chưa? Nhìn chưa?
Tí nữa lên rộng lên tí nữa để cho nó. Không, nguyên cái góc kia thôi. Các bạn lưu ý là cái vị trí ghép này chúng ta không được bôi keo liền sẹo vào nhé. Bởi vì chúng ta bôi keo vào nó là cái lớp nhựa sẽ làm cho không hai thằng nó không áp sinh vào với nhau được. Và nhiều người sai lầm mà đi quét keo liền sẹo vào. Dưới thế nào? Nhưng mà sâu vào tí nữa chốt thì nó tốt hơn. Cái này vẫn hơi bị nông. Xem nó thích ở chỗ nào này. Được rồi đấy, nhưng mà chỉ cần vào tí nữa thì tốt hơn. Chưa? Sâu vào tí nữa thì chốt đinh cho nó an toàn. Trên. Thế là chúng ta có được một cái tay nữa các bạn. Đủ cân. Cái bao này là nó gọi là bao bố hay gọi là bao đay các bạn. Cái bao này mà chúng ta ấy cho cây rất là tốt. Bởi vì là nó thoáng. Nó là cái chất liệu bằng đay. Và nó có các cái ô lỗ thoáng này thì nó sẽ rất là mát cây. Còn nhiều anh em mà đắp vải lên ấy, đắp cái vải mà bây giờ nó có cái chất ni lông này và nó bí, nó không có cái ô thoáng, thì khi mà cái vải nóng thì là nhiệt độ cao thì nó vẫn cháy cây bình thường, thậm chí là nó đọng nước ở đó, nó đọng nước ở đó, xong rồi nắng nhiệt độ lên cao một phát nó không dắp đi ngay được thì là nó sẽ làm bỏng ra ở cái chỗ đó các bạn. Nên là nhiều anh em mà thấy cái các cái vị trí mà nắng mà chúng ta che thì không nên đắp vải lên cây. Chúng ta có thể là đặt cái miếng xốp lên, xong rồi chúng ta lấy dây buộc vào thì gió nó không bay đi nữa. Cái miếng xốp nó cái độ dày và nó cách nhiệt rất là tốt. Thì cái tay này là Tiến Sự đóng vào cũng là nhìn nó có một cái rễ, cho nên là anh em phải lần mò để có được cái rễ này. Sau đó thì đóng vào đây và bây giờ buộc để không cho nước mưa vào. Và chúng ta sống nhờ vào cái rễ này, sau khi quá trình nó phát triển thì thân phát triển, tay phát triển thì nó sẽ híp liên kết vào với nhau. À, trong quá trình một thời gian thì các bạn thấy là nó vênh váo rồi là nó ngổng lên thì chúng ta bắt đầu là vít ra cho nó thoáng. Nhưng mà cho nó thoáng các bạn, nó không bị trồng chất nữa. Một đôi các bạn. Thì có những cây mà nó có bệ đẹp, có độ nhũn và có điểm giật thì chúng ta có thể chuyển thành cây lối đương đại. Còn những cây như thế này chúng ta chơi theo phong cách lối cổ xưa các bạn, lối cũ. Thì bây giờ hai nữa là cái chơi cái này thì có thể ai cũng cắt được. Khi mà chúng ta điều chỉnh xong thì bây giờ chúng ta cứ là nó đi là ok các bạn nhé. Bây giờ anh em chuyển sang cây si. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Video này tại thị trấn cái gì Hàng Kiệu à.
thị trấn Hàng Trạm, Yên Thủy, Hòa Bình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và chúng ta đã, và đặc biệt là anh em khu vực vùng lũ chúng ta vượt qua những cái mất mát cũng như những cái khó khăn trong cái thời kỳ mà mưa bão, để chúng ta vươn lên để chúng ta lại tiếp tục một cuộc sống tươi đẹp hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.